Thứ nhất là cái chuẩn đầu ra của các trường phải rõ ràng, anh phải chịu trách nhiệm về cái việc đó và anh huấn luyện theo cái đó. Thứ hai đó là cái chương trình đào tạo, cái tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành nó rất rõ ràng, còn cái biện pháp thực hành thế nào đó, xuống doanh nghiệp kiến tập hay thực tập thì đấy là chuyện vận hành. Bây giờ đến cái nội dung ba, đó là cái hợp tác của doanh nghiệp và trường nó nhiều dạng lắm, cho nên ở đây nó đòi cả hai phía. Nhưng mà trên cả cái đó phải làm gì, đó chính là phải đặt lại cái trách nhiệm thị trường cho đối với người học, chứ anh không thể nào anh cứ bao cấp được.